Alo. Sửa cái thế nào. Alo. Nghe xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel và đến với video nhận định thị trường hàng ngày sau phiên giao dịch. Và đây là một video chúng ta gặp nhau sau khi kết thúc một tuần giao dịch tiếp theo vào tháng 7, đây là tuần thứ tư rồi. Và gần như chúng ta đang chuẩn bị sắp sửa kết thúc tháng 7 năm 2024 anh chị ha. Thì một kết quả rất vui vì thị trường chúng ta đang trả về ở khi có được một phiên giao dịch cuối tuần cho một kết quả tương đối đánh giá là ổn, và thậm chí là thị trường đang có thể bắt đầu hướng tới những cái sự tích cực dần và sáng sủa hơn sau phiên giao dịch cuối tuần. Giống như cái thumbnail nghĩa đang để ở ngày hôm nay, đó là vừa nay nếu chúng ta đã có được một đáy, thị trường chúng ta đã có đáy một, thì lúc này chắc hẳn sau khi thị trường nó có được đáy một thì cái tâm thế và cái hành động của anh chị mọi người sẽ có thể thoải mái hơn trên thị trường này. Thì bây giờ chúng ta sẽ nên làm gì với thị trường? Anh chị nhà tư mọi người đang kẹp hàng ở những thời gian vừa qua, anh chị nên làm gì? Và anh chị nhà tư mọi người đang cầm tiền thì mọi người cũng nên làm gì? Thì trong cái video này Nghĩa sẽ chia sẻ tất tần tật những cái góc nhìn của Nghĩa. Và đây cũng sẽ là một video cuối tuần, do đó nó sẽ tương đối dài ha. Có thể nó sẽ kéo dài đâu đó quanh một tiếng đồng hồ chứ không ngắn là gì. Và video này thì có cả góc nhìn kinh tế, vĩ mô và tiền tệ ở đây. Cho nên anh chị nhà đầu tư mọi người đừng rời bỏ màn hình và có thể theo dõi trọn bộ video. Nghĩa đang thực hiện video này đang là khuya rồi. Lúc 12, hiện tại đang là 12 giờ 25 phút. Vừa bước qua ngày mới. Tuy nhiên thì mình cố gắng mình thực hiện để có thể gửi đến anh chị nhà đầu tư chúng ta trong buổi sáng đầu tiên cuối tuần thứ bảy, để mọi người có thời gian mọi người theo dõi. Ok cả nhà ha. Rồi thì trước tiên chúng ta nhìn qua một cái, vì chúng ta đang thấy là thị trường chúng ta cái tuần tạm thời ổn định. Cho bàn chi về thị trường thì chúng ta đang thấy Dow Jones có một phiên tạm thời tới bây giờ đang tăng đến gần 800 điểm. Chắc là ghê ha. Dow Jones đang tăng đang gần 800 điểm. Ngày hôm qua, chính xác là tối hôm thứ Năm, ngày 25 tháng 7, thì Dow Jones cũng đã có một phiên đã có thời điểm tăng đến 600 điểm. Nhưng mà cái phiên thì Dow Jones lại bị bán rụt rong, chỉ còn tăng hơn 81 điểm. Thì hiện tại không biết là Dow Jones cái phiên giao dịch cuối tuần thứ 6 ngày hôm nay sẽ như thế nào. Nhưng mà sau khi chỉ số các nhà đầu tư Phú Quốc đang đón nhận được một cái thông tin về mặt kinh tế từ số liệu chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE của Mỹ được công bố, thì Dow Jones đang bật tăng đến 700, hiện tại là 796 điểm, 798 điểm rồi, gần 800 điểm rồi, cực kỳ kinh khủng ha, 797 điểm rồi. Thì nhân khoai lang đang ngồi mà hấp dẫn, Dow Jones đang 798.9 rồi, chỉ số đang tăng rất mạnh và gần như là 800 điểm rồi, bên 800 điểm rồi. Thì với một cái diễn biến hiện tại chắc hẳn nó đang có những cái phản ứng rất tích cực, thì chúng ta sẽ cùng bóc tách với nhau liệu cái thông tin số liệu nó vừa công bố như thế nào mà Dow Jones lại phản ứng tích cực như vậy. Dow Jones đang tăng 801 điểm rồi anh chị nhé, 800 điểm rồi, ghê gớm mà, 801 điểm đó là điểm số của Dow Jones đang tăng. Thì ngày hôm qua Dow Jones có một phiên biến động mạnh, ngày hôm nay cũng có một biến động mạnh, kết quả thì chưa biết nhưng mà vận động hay đang rất tích cực. Ở mặt trái thì DXY đang vận động giảm nhẹ nhàng, không có nhiều gì để bàn. Ngoài câu chuyện Dow Jones thì chúng ta thấy Nasdaq hay là SP500 cũng đã có những cái phiên vật dậy đảo chiều và cho cái dấu hiệu là tạo đáy để có thể phục hồi. Như vậy là thị trường chứng khoán Mỹ đang vận động rất là tốt, tới thời điểm hiện tại đã 813 điểm rồi, ghê gớm thật anh chị. Đó, 815 điểm rồi, chà không biết là cao rào như thế nào mà Dow Jones đang tăng kinh khủng như vậy. 815 điểm rồi, kinh khủng. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái món khai vị chính của buổi livestream của video ngày hôm nay, đó là chúng ta bàn về các số liệu kinh tế của Mỹ vừa được đón nhận. Thì theo số liệu kinh tế anh chị nhà đầu tư mọi người vừa đón nhận, chúng ta đã có hai cái số liệu đáng chú ý. Số liệu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay mọi người theo dõi, đó là chỉ số tiêu dùng cá nhân tháng 6 được công bố, chỉ số PCE. Đây là một chỉ số yêu thích của Fed và gần như là chỉ số quan trọng bậc nhất
thì Fed có thể đánh giá về cái lộ trình lạm phát đang diễn ra và các cái quyết định về câu chuyện lãi suất của mình. Sẽ có nhiều anh chị như tôi, mọi người không thích hoặc là anh chị mọi người không đánh giá cao về số liệu kinh tế của Mỹ, tại vì cho rằng là thị trường chúng ta đang đầu tư ở thị trường chứng khoán Việt, mà tại sao suốt ngày đi coi các số liệu kinh tế Mỹ? Thì Nghĩa sẽ nói một lần nữa, không biết là có phải là lần cuối cùng hay không, nhưng mà mình sẽ nói lại một lần nữa để anh chị hình dung. Đó là chúng ta đọc các số liệu kinh tế của Mỹ để chúng ta quy qua về một mối, đó là anh Fed, cái lộ trình của Fed. Cái lộ trình của Fed nó chi phối gần như là toàn bộ cuộc diện về các cái chính sách tiền tệ trên thế giới. Đương nhiên không phải là theo, nhưng nó sẽ có ảnh hưởng vào quyết định. Thì từ cái đánh giá về cái chính sách tiền tệ của Fed, thì sau đó chúng ta sẽ quy về chính sách tiền tệ, cái chính sách tài khoá của Việt Nam mình. Từ đó chúng ta sẽ đánh giá về bối cảnh kinh tế của Việt Nam, chúng ta có sự thuận lợi hay là khó khăn gì. Đó, và nó sẽ đánh giá cho các hoạt động đầu tư dài hạn. Đó là cái sâu chuỗi để mọi người hiểu là vì sao chúng ta phải theo dõi các số liệu này ha. Và đương nhiên như Nghĩa vừa nhắc tới cái chữ dài hạn, cho nên anh chị nhà đầu tư mọi người nếu đầu tư ngắn hạn thì chị cũng không cần theo dõi các số liệu này, mọi người có thể vứt đi. Mọi người có thể vứt đi, câu chuyện hoàn toàn bình thường, hoặc là anh chị mọi người có thể nghe nhưng mà không cần phải nhớ cũng được. Thì chúng ta đang có thể thấy vậy, chúng ta đang thấy được đó là số liệu chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE của Mỹ vừa được công bố. Thì theo số liệu vừa công bố, chúng ta đang có số liệu của tháng 6. Cụ thể ở đây chúng ta có core PCE, tức là chỉ số tiêu dùng cá nhân lõi. Tức là nó không có những cái sự ảnh hưởng từ biến động của giá lương thực thực phẩm và giá năng lượng ở trên thế giới. Thì nếu như anh so sánh giữa tháng 6 của năm 2024 so với lại tháng 6 cùng kỳ năm ngoái, là tháng 6 của năm 2023. EOE có nghĩa là year over year anh chị ha, năm trên năm á. Year over year, năm trên năm. Thì chúng ta đang thấy được là số liệu lạm phát lõi đang bằng với lại tháng 6 của năm ngoái. Nó có tăng nhẹ hơn so với lại cái dự đoán của các chuyên gia kinh tế qua các cuộc khảo sát. Thì khảo sát người ta cho rằng là lạm phát vào tháng 6 năm 2024 sẽ trả về là giảm nhẹ so với là lạm phát tháng 6 của năm 2023. Nhưng kết quả thì giữ nguyên. Đó là điều kết quả đầu tiên. Kết quả thứ hai đó là chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE lạm phát lõi của tháng 6 năm 2024 so với lại tháng 5 năm 2024 thì đang tăng nhẹ lên 0.2 và dự đoán cũng là 0.2. Như vậy kết quả này là bằng dự đoán. Hai cái dữ kiện tiếp theo ra theo dõi đó là chỉ số tiêu dùng cá nhân tổng quát, hay chính xác gọi là PCE Price Index, và cái này nó sẽ có những cái sự ảnh hưởng của giá lương thực thực phẩm cũng như là giá năng lượng ở trên thế giới. Thì chúng ta đang thấy được đó là chỉ số PCE, chỉ số tiêu dùng cá nhân tổng quát của tháng 6 năm 2024 so với lại tháng 6 của năm 2025 thì lại đang giảm 2024 so với 2023, xin lỗi anh chị, đang giảm 0.1% về là mức là 2.5%. Và giống như dự đoán, chỉ số tiêu dùng cá nhân tổng quát là tháng 6 của năm 2024 so với lại tháng 5 của năm 2024 là tăng nhẹ từ 0% lên 0.1%, và cũng giống như dự đoán. Như vậy là chỉ có một cái kết quả về chỉ số lõi là tiêu dùng cá nhân lõi của tháng 6 so với lại cùng kỳ năm ngoái là tăng nhẹ, nhưng là phát tổng quát thì lại đang giảm nhẹ. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải đánh giá này chị. Lạm phát chúng ta đang so sánh là 5. Chúng ta đang thấy lạm phát 5. Thì lạm phát 5 chúng ta đang thấy được là số liệu là giữ nguyên, nhưng mà là cộng thêm yếu tố về giá lương thực thực phẩm và giá năng lượng vào thì chúng ta lại thấy nó lại giảm. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn cho qua với anh chị nhà đầu tư mọi người, nhìn qua với cùng với Nghĩa một vài cái số liệu đánh giá. Ví dụ như ở đây chúng ta có cái biến động của giá dầu thế giới ở trong tháng 6. Đây, tháng 6. Thì mọi người thấy là ngày 3 tháng 6 bắt đầu cho đến cái tháng 6 thì giá dầu thế giới có xu hướng tăng. Giá dầu thô WTI tăng. Giá dầu Brent cũng có xu hướng tăng.
giá khí thì lại có xu hướng giảm. Đương nhiên giá khí nó sẽ không có quyết định mạnh bằng giá năng lượng như là giá dầu. Thì rõ ràng chúng ta thấy anh chị đó là nếu như cộng với yếu tố là bối cảnh thêm số liệu là chỉ số tiêu dùng cá nhân ảnh hưởng từ giá lương thực thực phẩm và giá năng lượng thì chúng ta lại đang thấy là giá năng lượng có xu hướng tăng. Nhưng giá lạm phát, cái chính xác là cái con số đang trả về nó đang là 2.5%, nó giảm. Và đây là một cái kết quả tốt mà ta đang thấy có thể nó xuất phát từ nội tại của nền kinh tế. Nội tại của nền kinh tế, đó là cái điều đầu tiên chúng ta đang có thể đánh giá với nhau. Và nó tạo ra cho nhà đầu tư một cái sự kỳ vọng tích cực. Cái việc thứ hai, đó là hai cái số liệu mà ít anh chị nhà đầu tư mọi người để ý. Đa số thì mọi người thấy các cái tư vấn, các nhà tư vấn hoặc là các cái kênh tư vấn khác người ta chỉ nhắc về CPI hoặc PCE. Nhưng ít ai nhắc tới hai cái chỉ số cũng vừa quan trọng chia sẻ, đó là personal income và personal spending. Thì cái personal income có tức là cái thu nhập cá nhân trong tháng 6 của người dân Mỹ, và cái personal spending tức là cái chi tiêu cá nhân. Thì anh chị thấy cái số liệu thống kê của tháng 6 so với lại tháng 5 thì thu nhập bình quân của người dân Mỹ trong tháng 6 đang sụt giảm, và thu nhập và chi tiêu trong tháng 6 của người dân Mỹ cũng sụt giảm. Đó, tại vì vậy mọi người thấy nè, thu nhập giảm, chi tiêu cũng giảm, và nó giảm hơn so với lại cùng kỳ năm ngoái. Và nó thì việc này đang thể hiện một việc, đó là cái đời sống của người dân Mỹ ở thời điểm hiện tại vẫn đang gặp khó khăn. Hay chúng ta quy rộng ra, đó là thị trường lao động của Mỹ thì không thuận lợi. Tại vì một thị trường lao động của Mỹ nếu thuận lợi thì thu nhập bình quân của người lao động, của người dân Mỹ nó phải tăng. Nhưng thu nhập và chi tiêu lại đang được thắt chặt, cho thấy được đó là có những cái sự khó khăn trong hoạt động lao động để mang lại các cái nguồn tài sản cho người lao động. Thì đó là điều chúng ta đang thấy. Như vậy là gọi ngày hôm qua thì GDP quý 2 trả về là một cái kết quả tốt. Nhưng cái con số đang phản ánh lên tính lên cái giá trị của người dân thì nó lại giảm. Và Fed thì Fed lại yêu thích, và cái vai trò nhiệm vụ của Fed hướng tới đó là phục vụ cho nhân dân Mỹ chứ không phải phục vụ cho đất nước Mỹ. Cho nên với một cái số liệu đang trả về là thu nhập và chi tiêu của người dân Mỹ trong tháng 6 được giảm và thắt chặt, bị giảm và thắt chặt, thì chắc chắn đang tạo ra những cái sự kỳ vọng về cái lộ trình của Fed sẽ có tiến hành sớm giảm lãi suất để tạo ra những cái sự cởi mở thoải mái cho đời sống của người dân, cũng như là cái số liệu lạm phát đang tiến tới gần cái mục tiêu là 2%. Và chúng ta cũng đã đón nhận với nhau những cái phát biểu ở đầu tháng 7 của Chủ tịch Jerome Powell về việc là Fed có thể sẽ giảm lãi suất cho dù lạm phát không về mức 2%. Thì lạm phát hiện tại đang là 2.5%, cho nên nó đang tạo ra một cái sự kỳ vọng rất lớn của Powell về việc là Fed có thể tiến hành giảm lãi suất sớm. Và cụ thể cái sự kỳ vọng đó đang được đẩy về giai đoạn tháng 9. Thì mọi người có thể thấy cái cột cột và chuẩn bị chúng ta đến với nhau, đó là ngày 31 tháng 7 theo giờ Mỹ. Còn theo giờ Việt Nam đó là 1 giờ sáng ngày 1 tháng 8. Ha. Việt Nam là 1 tháng 8, Mỹ là ngày 31 tháng 7. Thì cái kết quả hiện tại đang trả về cái sự khảo sát của các nhà kinh tế và các giới chức thì đều đang chung một kết quả đồng thuận trong việc là Fed cuộc họp này sẽ không có gì thay đổi. Và sẽ giữ nguyên cái kết quả là mặt bằng lãi suất đang neo ở 5.25-5.5%. Tuy nhiên thì cái sự kỳ vọng đang được đổ dồn rất lớn cho tháng 9. À, theo Mỹ đó là ngày 18 tháng 9. Còn theo Việt Nam là ngày 19 tháng 9. Thì cái kết quả này đang trả về là Fed sẽ hạ lãi suất cái lần đầu tiên. À, khi anh chị thấy là hiện tại đang là 5.25-5.5 thì sẽ được trả về 25 điểm cơ bản tương đương 0.25%. Về mức là 5.0-5.25%. Đây là cái sự kỳ vọng ở thời điểm hiện tại và đang rất lớn. Thậm chí đã có 10.5% kỳ vọng Fed có thể giảm mạnh hơn trong cuộc họp tháng 9 và giảm đến 0.5% tương đương 50 điểm cơ bản. À, đó là điều mà đang thấy được
ở những cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư phố quơ. Thì cái kết quả trong cuộc họp cuối tháng 7 thì Như Nghĩa đã đánh giá với anh chị ở đầu tháng 7 và nói là nó sẽ không có gì thay đổi đâu, và nếu có thì nó sẽ chỉ xảy ra ở được ở trong tháng 9. Thì cái điều quan trọng mà chúng ta sẽ chuẩn bị theo dõi với nhau đó là phát biểu, cái phát biểu và cái văn bản FOMC nó sẽ như thế nào, nó có điều gì đáng chú ý. Còn kết quả gần như nó sẽ như thế này, kết quả gần như nó sẽ như thế này anh chị. Cái văn bản FOMC và cái phát biểu của chủ tịch Jerome Powell mới là điều đáng chú ý trong cái cuộc họp vào cuối tháng 7 này, để chúng ta có thể mường tượng và hình dung ra được đó là cái lộ trình còn lại của năm 2024 nó sẽ như thế nào, và Fed người ta sẽ muốn điều phối câu chuyện lãi suất và lạm phát như thế nào, và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào lên chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ của Việt Nam chúng ta. Đó là điều chúng ta đang mong chờ và theo dõi với nhau. Có gì thì bước vào trong tuần Nghĩa sẽ cập nhật cùng với anh chị, đó là khuya thứ tư và rạng sáng thứ năm. Ok cả nhà ha. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ quay về, chúng ta bóc tách những cái số liệu đáng chú ý này. Thì chúng ta đang thấy được đó là chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE lõi nó tăng, có nghĩa là chi tiêu, chỉ số tiêu dùng cá nhân trong tháng 6 tăng nhẹ. Thì nó xuất phát từ các yếu tố nào? Thì mọi người thấy anh chị, đó là PCE là lạm phát tổng quát thì giảm ha. Màu xanh là tháng 6, màu đỏ là tháng 5. Mọi người chú ý nha. Màu xanh là tháng 6, màu đỏ thì là tháng 5. Thì PCE là giảm. Tháng 5 là 2.6, tháng 6 là 2.5. Nhưng core PCE thì anh chị thấy là giữ nguyên. Thì ba cái yếu tố mà làm cho cái chỉ số tiêu dùng cá nhân giữ nguyên anh chị. Thì nó có ba yếu tố đánh giá về chỉ số tiêu dùng cá nhân trực tiếp nhất. Một đó là giá hàng hóa, là core good, là goods này, durable goods mà non durable goods. Trong đó cái goods chính là cái ảnh hưởng về giá lương thực thực phẩm, giá hàng hóa. Cái thứ hai đó là cái service, tức là những cái dịch vụ bao gồm là dịch vụ đời sống sinh hoạt ở bên ngoài, nó là transportation service, rồi restoration service, rất là nhiều các cái dịch vụ ở bên ngoài. Và cái dữ kiện tiếp theo đó là về dữ kiện nhà ở, đó là housing. Tức là những cái chi tiêu liên quan tới nhà ở. Thì anh chị có thể thấy được anh chị, ở thời điểm hiện tại thì cái service, cụ thể đó là cái giá nhà đang vẫn neo ở một cái mức cao. Giá nhà, có nghĩa là giá bán nhà này, chi phí xây dựng nhà này, chi phí mua nhà này, thuê nhà này, nó đang vẫn đang ở neo một cái mức cao. Core good thì đã giảm, nhưng cái yếu tố về giá nhà ở trong tháng 6 của Mỹ vẫn đang neo cao, dẫn tới việc là chi tiêu, chỉ số tiêu dùng cá nhân người ta đánh giá thì nó sẽ không có gì thay đổi, nó vẫn cao mà. Sơ việc thì anh chị thấy là ok, có giảm nhẹ đúng không? Sơ việc trong tháng 6 là 3.89, trong tháng 5 là 3.98%. Sơ việc có giảm nhẹ. Nhà ở cũng có giảm nhẹ nhưng nó giảm không nhiều và nó vẫn đang neo cao. Và để giải quyết cái vấn đề về lạm phát ở thời điểm hiện tại thì chắc chắn nó phải đánh về cái vấn đề là nhà ở. Thì ở đây là một cái biểu đồ về cái giá nhà đang bán của Mỹ tính tới thời điểm hiện tại là tháng 6 của năm 2024. Thì mọi người thấy là giá bán nhà vẫn đang tăng. Existing home sale, giá bán nhà hiện tại đang tăng và thậm chí đang tăng vượt đỉnh luôn. Mọi người thấy là thậm chí đang tăng vượt đỉnh luôn. Và đây là một trong những yếu tố làm cho cái chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE này giữ nguyên ở trong tháng 6 này theo cái chỉ số lõi, là không ảnh hưởng bởi giá lương thực thực phẩm. Thì nó lấy từ cái việc là cái yếu tố của giá nhà. Do đó thì bây giờ các cái khâu gút nó đã ổn, nghĩa là giá hàng hóa đã ổn, số việc thì tạm thời chấp nhận được. Thì chỉ cần giải quyết được một cái bài toán đó liên quan tới giá nhà thì chắc chắn lạm phát của Mỹ nó sẽ giảm. Cho nên cái vấn đề bây giờ thì mình cho rằng nó cũng không phải là quá nhiều vấn đề, nó chỉ còn là một vấn đề để các nhà điều phối, người ta điều phối về câu chuyện nhà ở.
Đó là vấn đề cần điều phối, giữa tự thấy được ha. Thì nếu như điều phối được thì chắc chắn là cái lộ trình và cái trả về câu chuyện là lạm phát nó sẽ rất là tốt. Cho nên để gọi là căng về câu chuyện lạm phát ở thời điểm hiện tại, mà nếu như theo dữ kiện hiện tại cập nhật được Fed người ta đánh giá, thì nghĩ cho rằng người ta sẽ đánh giá là lạm phát đã bắt đầu ổn và có hơi hướng tích cực. Đó là cái phỏng đoán của Nghĩa trong cái cuộc họp cuối tháng 7 này chuẩn bị. Sắp tới đây mà Chủ tịch Jerome Powell sẽ có một ý phát biểu, mình đánh giá rằng sẽ có một ý cho rằng là lạm phát đang được kiểm soát và có những cái kết quả tốt. Đó là cái đánh giá của Nghĩa. Đó. Thì cái vấn đề nó nằm ở đâu thì Nghĩa bóc cho chị nhà tư mọi người hình dung và mọi người hiểu ra ha. Ok. Đó. Thì bây giờ quay trở lại vậy. Nếu như mà chúng ta đang thấy được đó là một cái, xin lỗi chị. Xin lỗi mọi người ha, tự nhiên có gì nó chích ngứa anh chị. Rồi, thì quay trở lại thì nếu như mà một cái kết quả tạm thời đang trả về cho một nền kinh tế Mỹ là tương đối ổn, thì và cái lộ trình của Fed nghĩ cho rằng nó sẽ hướng tới câu chuyện hạ cánh mềm, thì nó sẽ đang thuận lợi cho một nền kinh tế của chúng ta tiếp tục thực thi các chính sách tiền tệ mà chúng ta đã mở ra và theo đuổi từ tháng 3 của năm 2023 đến giờ, và chúng ta sẽ vẫn đang trong một bối cảnh chính sách nới lỏng. Cho nên nếu như với số liệu này thì người đánh giá rằng bước qua tháng 8 rồi ha. Tháng 7 thì chắc chắn là nó không có gì thay đổi cả. Tháng 7 thì chắc chắn là không có gì thay đổi cả. Và bước qua tháng 8 là vậy. Bước qua tháng 8 thì sắp tới đây người do rằng chính sách tiền tệ của chúng ta nó cũng sẽ thuận lợi. Có nghĩa là nó cũng không có những cái áp lực gì đáng mà đè nặng ngay câu chuyện chính sách. Sẽ vẫn là những cái chủ trương để xoay vòng các cái hoạt động tín dụng, đẩy mạnh các hoạt động tín dụng để hướng tới câu chuyện bơm tiền ra nền kinh tế. Bơm qua đâu thì thường ở trong các cái địa tháng cuối của giai đoạn quý 3 thì nó có một hoạt động bơm khá là mạnh, đó là bơm qua kênh đầu tư công. Cho nên thường cái nhóm ngành đầu tư công thì nó lại đẩy tốt ở giai đoạn quý 3. Cái thứ hai đó là những nhóm hoạt động về kinh doanh xuất nhập khẩu thì nó cũng mang lại một cái hiệu quả khá tốt vào trong quý 3 khi được hưởng lợi về dòng tiền kinh doanh. Quý tư thì nó sẽ thu hẹp biên độ, quý tư thì nó sẽ đẩy mạnh về các cái hoạt động dịch vụ, cung cầu, chính sách đó là bán lẻ. Đặc trưng của một nền kinh tế, một chu kỳ kinh tế thì nó thường xoay vòng như vậy. Cho nên anh chị mọi người cũng có thể quan tâm về các cái dấu hiệu dòng tiền đang hướng tới trong giai đoạn sắp tới. Nếu như mà chúng ta đang view với nhau tháng 8 có thể nó sẽ có những cái sự ổn thỏa và vẫn duy trì. Bên cạnh đó thì chúng ta đang thấy được đó là trong một tháng vừa qua, cái vấn đề mà gây nhức nhối và những cái sự lo lắng nhất của nhà đầu tư đó là về câu chuyện tỷ giá, thì tỷ giá đang có cái dấu hiệu giảm khá là tốt. Đương nhiên nó giảm chưa mạnh, chưa sốc và chưa sâu, nhưng ít nhất nó đã có một cái dấu hiệu giảm. Và nếu như chị nhìn thì mọi người thấy đó là một cái đà giảm tương đối ổn. Thì lúc này với một cái diễn biến đang hiện tại, và Nghĩa đánh giá rằng dưới cái sự vận động của DXY, đó là DXY vẫn đang trong một cái xu hướng giảm, và cái target giảm của DXY như Nghĩa phỏng đoán là vậy, nó phải còn về cái vùng là 102.8. Nghĩa đây là một nhịp hồi, và có thể DXY sẽ còn một cái cấu trúc giảm, một cái pha giảm, một nhịp giảm nữa về vùng 102.8. Cho nên tỷ giá của mình ở trong nước nó sẽ có những cái cơ hội để có thể tiếp tục giảm thêm. Cho nên đây rõ ràng là một cái bối cảnh hiện tại nó đang ủng hộ cho câu chuyện chính sách của chúng ta là không có gì căng ke và không có gì lo lắng. Như vậy quay trở lại, rõ ràng chúng ta đang thấy được đó là bối cảnh kinh tế thế giới ổn, lộ trình của Fed cũng có vẻ như tương đối sẽ thuận lợi, chứ chưa chắc là thuận lợi, sẽ thuận lợi. Bối cảnh kinh tế chúng ta ok, không vấn đề gì hết. Nhưng mà thị trường chứng khoán của chúng ta trong vòng 2 tuần vừa qua thật sự là không hề dễ chịu. Nó đã đưa nhà đầu tư đến khá là nhiều cái sự thiệt hại, và thậm chí khá là nhiều cái khoản tiền đã bị mất đi trong việc lo lắng và lo sợ với thị trường. Đó là điều mà chúng ta đang thấy, một cái diễn biến ngắn hạn rất là khốc liệt của thị trường. Và hy vọng là với một cái kết quả của phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm nay đang trả về, thì thị trường nó sẽ mang lại anh chị nhà đầu tư chúng ta một cái kết quả ổn. Rồi, đó là các cái yếu tố đầu tiên
từ một nền kinh tế Mỹ để quy đổi về các yếu tố chính sách của chúng ta. Khi nói về câu chuyện chính sách thì nó cũng có một cái thông tin mà đáng chú ý mà Nghĩa cũng muốn chia sẻ thêm chị, đó là liên quan tới các hoạt động chính sách tài khoá. Đây có một cái thông tin cụ thể, đó là Vĩnh Long là chấm dứt dự án cái nhà ở xã hội với HVC. Thì rõ ràng chắc chắn đây là một cái tin xấu với lại HVC rồi. Mà cổ phiếu này cũng có thể có cái thông tin này mà đạp xa trong ở đầu tuần tới thì cũng có thể. Nhưng mà chúng ta ở đây mới lấy một cái ví dụ này để anh chị có thể thấy được, đó là cái chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ này hướng tới cái gói hỗ trợ 120.000 tỷ cho nhà ở xã hội. Thì đâu vẫn là đâu à? Đâu vẫn là đâu, năm nào cũng như năm nào nó vẫn là chủ trương, vẫn là chính sách, vẫn là nguồn vốn hỗ trợ, nhưng nó không đi đâu vào đâu cả. Doanh nghiệp thực thi thì nửa nạc nửa mỡ, ông thì làm cái chân, ông thì làm cái tay, chẳng ra đâu là đâu. Cho nên nếu như có một cái sự kỳ vọng gì về các cái nguồn vốn hỗ trợ cho câu chuyện chính sách và cụ thể cho lĩnh vực bất động sản thì chắc chắn nó sẽ còn rất nhiều khó khăn. Thì khi nói về câu chuyện chính sách tài khoá tiền tệ thì ở đầu tháng 8 sắp tới đây chúng ta cũng sẽ đón nhận với nhau ba cái thông tin được giới đầu tư, cụ thể là giới đầu tư bất động sản đang đánh giá khá cao, với nó sẽ có những tác động về dòng vốn khai thông cho lĩnh vực này, đó là luật nhà ở, luật đất đai đúng không vậy, và luật kinh doanh nhà ở, đó là ba luật sửa đổi vào sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 sắp tới và đang được kỳ vọng là có thể sẽ là một cái chuyển biến để khơi thông được dòng vốn đến lĩnh vực bất động sản và tạo ra những cái sự phục hồi mang dấu hướng ấm dần lên cho cái lĩnh vực này. Đó là những cái dấu hiệu kỳ vọng. Rõ ràng 1 tháng 7 chúng ta thấy là chính sách tài khoá về việc đó là tăng lương, đúng không? Chúng ta cũng có những cái thông tư là giãn nợ và cơ cấu nợ để cái nhóm ngành bất động sản có thể ổn định. Rồi sắp tới ngày 1 tháng 8 còn có những cái chủ trương, những cái bộ luật mới hỗ trợ. Thì rõ ràng chúng ta đang thấy là chủ trương đang hướng tới giải quyết vấn đề rất là rõ, đó là tháo gỡ khó khăn cho bất động sản. Nhưng với Nghĩa thì nó là một câu chuyện dài, và có thể nó phải bước vào đầu năm sau kìa thì nó mới có những cái sự tích cực được. Còn thật sự thì với Nghĩa ở trong năm 2024 này, Nghĩa đánh giá rằng để có một cái sự phục hồi tốt cho lĩnh vực bất động sản thì thật sự nó khó. Đương nhiên là nói về cái câu chuyện đầu tư bất động sản thì mình không phải là chuyên gia và Nghĩa cũng không phải là người tư vấn, nhưng chắc chắn ở Việt Nam của mình như vậy thì tất cả những người giàu và tốt giàu nhất của Việt Nam đều đi lên từ đất. Tất cả mọi người tra lại các cái lịch sử thì cũng đều đi lên từ đất, không có ai giàu gần như là bằng các lĩnh vực khác. Có thể họ đang được thành công và biết đến trở một cái cương vị khác, nhưng cái gốc đi lên đều từ đất. Đó là cái đặc thù ở Việt Nam mình. Không phải Nghĩa nói rằng để anh chị hướng qua đầu tư bất động sản nha, mà cái này Nghĩa chia sẻ với anh chị để mọi người nhìn thấy cái bối cảnh và cái cơ hội. Đó, thì đó là các yếu tố chính sách mà đang tác động, mà chúng ta sẽ thấy được là cái dòng vốn nó đang hướng tới câu chuyện khai thông như thế nào. Rồi trong của tuần này thì nếu như nói về mặt thông tin thì nó có ở những cái thông tin ở trong nước, là những cái thông tin về mặt doanh nghiệp báo cáo tài chính và các thông tin thì lát nữa người sẽ cập nhật với anh chị. Như vậy là ở cái phần đầu tiên cho cái video này, đó là các nội dung liên quan tới góc nhìn kinh tế vĩ mô tiền tệ, thì Nghĩa đã chia sẻ mình cho rằng đủ để anh chị mọi người có thể hiểu và đánh giá được là thị trường chúng ta như thế nào. Rồi bây giờ sẽ đến với lại thị trường của mình và những cái yếu tố liên quan thẳng tới thị trường. Thì rõ ràng tới thời điểm hiện tại thì bức tranh về kinh doanh, bức tranh về lợi nhuận nó đang báo cáo tài chính quý 2 đang được bung ra. Và trong đó thì đáng chú ý nhất đó là ngày hôm nay, ngày cuối tuần, ngày 26 tháng 7 là thứ sáu ngày hôm qua. Hiện tại thì Nghĩa đang quay video là bước qua rạng sáng của ngày 27 rồi. Thì hiện tại thì thấy là Masan chính là cái tâm điểm của ngày hôm nay, khi mà báo cáo tăng trưởng cực kỳ khủng,
tăng hơn 378,6%. Đó là cái điều đáng chú ý, và tăng gần 8% so với lại cùng kỳ năm ngoái về cái doanh thu thuần. Và Vasan cũng là một cổ phiếu trụ trong VN30, ngày hôm nay đang đóng góp cho thị trường với một cái mức tăng điểm hết sức tốt mà chúng ta có thể thấy được. Đó, đứng vị trí thứ 3 với mức tăng là 4.23% sau cái thông tin này. Ở những cái mặt ngoài ra thì cũng đã bắt đầu lộ diện các thông tin đáng chú ý, như là Sabeco cũng là một cổ phiếu trong VN30, và Sabeco cũng đang trả về một cái kết quả rất tốt với mức tăng là 7%, lãi trước thuế tăng 7%. Đó là cái điều cực kỳ ấn tượng về các cổ phiếu lớn. Và chúng ta thấy cũng là Sabeco ngày hôm nay cũng là cổ phiếu thứ 6 nằm trong top cổ phiếu tăng tốt nhất ở trên VN30, đóng góp vào cho cái một phiên tăng điểm cuối tuần đẹp của thị trường. Đó là bức tranh tốt và bức tranh báo cáo tài chính đang lộ diện. Tập đoàn thép Hoa Sen cũng đã công bố. Và anh chị thấy là Hoa Sen nói riêng và thép nói chung thì theo số liệu mà nghĩa nắm và nghĩa đánh giá thì các công ty tung ra sắp tới thì hầu như đều sẽ là có lãi ở trong quý 2. Đó là các số liệu về các nhóm ngành thép và nghĩa đánh giá. Chỉ có một cái, nếu như nói về có một cái sự lo lắng gì á, thì mình đang lo lắng về cái giá thép của thế giới. Đó là cái sự lo lắng của nghĩa. Giá thép của thế giới thì anh chị có thể thấy là giá thép đang cắm ngang, nó vẫn đang tiếp tục phá đáy. Hiện tại thì giá thép thế giới đang là 3.084 nhân tệ trên một tấn. Và rõ ràng nếu như giá thép thế giới mà đang giảm thì nó sẽ còn gây khó khăn cho các hoạt động kinh doanh, và có thể là doanh nghiệp mà phải điều chỉnh giá thép. Đó là những cái khó khăn mà mình có thể đánh giá nó đang diễn ra ở trong quý 3 này. Còn quý 2 đang trả về nó là một cái quả tốt. Còn ngoài các cái quả tốt thì có một cái thông tin mà cổ đông của Hòa Bình sẽ không vui và đã cực kỳ lo lắng trong 2 ngày cuối tuần. Đó là cổ phiếu HBC sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc từ phía HOSE sau khi nhận được thông báo là tiếp tục thua lỗ trong 3 năm liên tiếp. Đó là cái điều mà đang đón nhận vào bài báo này vừa viết lúc là 0 giờ 05 sáng ngày 27 tháng 7. Như vậy nha, bước qua ngày mới luôn. Đó là điều mà mọi người đang thấy được ở thời điểm hiện tại. Thông tin tốt có, thông tin không tốt có. Đó là về mặt thông tin của thị trường. Còn chúng ta đánh giá về thị trường của chúng ta, thì trước tiên chúng ta sẽ nhìn thị trường chúng ta ở mặt cương vị là cái tuần. Thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta cái tuần với một cái tuần tăng điểm. Mà tuần này thị trường chúng ta đang đóng cửa tăng 8.92 điểm, mức tăng là 0.72%. VN30 chúng ta là tăng 9.66 điểm, mức tăng là 0.76%. HNX Index cũng tăng là 1.41 điểm, mức tăng là 0.6%, và Upcom cũng tăng 0.66 điểm, mức tăng là 0.7. Xin lỗi cả nhà, chán ghê á. Cái này là của vị Venda, nghĩa là đọc nhầm. Cái này nó đọc là đọc số liệu của một phiên anh chị, nó đọc là số liệu của một phiên chứ không phải là một tuần. Nếu nhìn về số liệu một tuần thì chúng ta thấy là một tuần tăng điểm. Cụ thể một tuần tăng thì để mình xem thử nào, đọc cái số liệu bên thằng nào nó sẽ ok, chắc là phê e ha. Xin lỗi mọi người ha. Việt Nam rồi, nếu như nhìn về file A nó còn không cho cái thống kê tuần là phải đọc chay à, chán gì rồi, đọc chay thì đọc chay thôi anh chị, đúng không? Nếu như nhìn về tuần thì chúng ta thấy là tuần này và nay đấy chúng ta đang giảm là 22,68 điểm. VN30 chúng ta giảm 20.48 điểm. Về HNX Index của chúng ta giảm 3.87 điểm, mức giảm tương đương 1.61%. Và gì anh chị? Upcom đang giảm 1.6 điểm, mức giảm là 1.66%.
Như vậy là về bốn chỉ số của chúng ta, thị trường chung của chúng ta ở trong tuần này đều đang là các tuần giảm điểm. Đó là điều chúng ta đang thấy vậy. Đó là các tuần thị trường đang giảm điểm và thậm chí giảm tương đối nhiều. Đó là cái kết quả đang trả về. Cái kết quả thứ hai mà chúng ta đang thấy được theo số liệu đó thống kê thì ở trong tuần này, nếu như xét về giá trị thì nước ngoài anh chị, nước ngoài đang có một tuần quay trở lại mua ròng, mọi người thấy không? À, nước ngoài đang có một tuần quay trở lại mua ròng, và giá trị mà nước ngoài mua ròng tổng cộng trong vòng một tuần này đó là 55,98 tỷ. Giá trị mua bán là tương đương nhau nhưng đã có một tuần mua ròng. Đó là điều cực kỳ đáng chú ý, và đây có thể được gọi là một tuần đánh dấu tạm thời kết thúc chuỗi bán ròng dài đằng đẵng của nước ngoài trong thị trường chứng khoán của chúng ta tính từ đầu năm 2024 cho tới bây giờ. Đó, đó là điều chúng ta đang thấy. Còn về mặt tự doanh ha, về mặt tự doanh xin lỗi gì là mạng hơi kém cho nên nó trả hơi lâu. Khuya ra sao mạng kém người ta. Xin lỗi chị nhu tư bị sự cố mạng. Cái này thật sự là kém quá. Khuya ra nào. Mở lại web. Đó. Rất proxy luôn rồi. Tiếng này rất mạng mọi người thấy không? Ui. Chán quá ha. Như vậy chúng ta sẽ không nói được số liệu về mặt tự doanh rồi. Xin lỗi chị nhà tư vì sự cố bất khả kháng hy hữu này nha. Sự cố này thì nghĩa không thể chuẩn bị trước được. Mình tưởng là mình có thuận lợi để mình nói. Đó. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn về mặt tự doanh ở trên Fan thì chúng ta thấy là tuần vừa qua tự doanh chúng ta là một tuần mua ròng. Đúng không? Nước ngoài mua ròng, tự doanh có một tuần mua ròng. Như vậy chúng ta đang có một tuần tổ chức mua ròng về mặt dòng tiền. Đó là điều chúng ta đang chú ý. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào xét về các yếu tố của các cổ phiếu vận động, tốt các cổ phiếu vận động ở trong tuần. Thì chúng ta thấy nếu như xét về các cổ phiếu mà có cái khối lượng giao dịch đột biến ở trong tuần vừa qua, có nghĩa là các cổ phiếu được nhà tư người ta giao dịch nhiều anh chị, thì Liên Việt là một cái tên đầu tiên được gọi. Liên Việt. Tiếp theo là VRE. Thì mọi người thấy đặc trưng của hai cổ phiếu đang được giao dịch nhiều nhất, đó là hai cổ phiếu đang phá đáy. Thứ ba, HVN. Như vậy là ba cổ phiếu mà được nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất ở trong tuần là ba cổ phiếu đều đang cắm ngang, đều đang phá đáy. Liên Việt thì đã chính thức là gãy trend. Mà Liên Việt trước đây còn mới đây hiện đổi tên là ngân hàng thương mại của phần Lộc Phát á. Trước đây thì cứ gọi là Liên Việt thôi. Đó. VRE thì chưa biết đấy ở đâu. HVN cũng là có một dạng nhịp giảm trái phá ở trong tuần này với một chuỗi nằm sàn. Đến ngày hôm nay thì có một cái cú rút chân quay trở lại. Thì rõ ràng cái tốt cổ phiếu mà được giao dịch nhiều nhất, mạnh tay nhất ở trong tuần vừa qua là các cổ phiếu giảm. Các cổ phiếu giảm. Nếu như gọi là có một nhóm ngành nào không thì không có nhóm ngành nào cả. Đó là điều đầu tiên. Nếu gọi về 5 cổ phiếu tốt cổ phiếu vượt đỉnh ở trong tuần vừa qua thì chúng ta đang thấy được xét trên HOSE ha, phần trăm thay đổi cao nhất thì chúng ta có là DHM và HVE đang là các cổ phiếu tăng tốt nhất và cho vượt đỉnh ở trong tuần. Đây, vượt đỉnh rồi DMC hay là HT. Thì rõ ràng các cổ phiếu mà tăng được cho là vượt đỉnh và đang vượt tốt đầu ở trong tuần thì là các cổ phiếu nhỏ, các cổ phiếu thanh khoản bé. Anh chị nhìn nghe tốt này, có mỗi con HVH là ngày hôm nay được 1,6 triệu còn các cổ phiếu khác có mấy ngàn thanh khoản bé chút ép luôn. Đó, cho nên có thể thấy được là các cổ phiếu không được giàu tiền hướng tới, nó lại đã có khả năng đánh đơn lẻ. Nếu nói về các cổ phiếu có cái mức tăng mạnh nhất
ở trong năm phiên vừa qua, và tính riêng riêng HOSE thì chúng ta có là ADP VPE. VPE là một cổ phiếu rất đẹp nha. VPE phải nói là một cổ phiếu cực kỳ đẹp. Đó, anh chị thấy VPE trong tuần vừa qua là tăng bất chấp thị trường này, tăng bất chấp thị trường. Đây chính là trạng thái breakout trong Ichimoku của anh chị. Đó. Thì có VPE rồi có ETC X4A TIA. Thì mọi người lướt qua cái top mà 20 anh chị thì mọi người sẽ bắt đầu thấy có được một cái tên phổ thông đúng không? Nhưng mà mọi người lướt lên cái top 10 cái là bắt đầu mọi người sẽ thấy các cổ phiếu rất là lạ. Thì việc này rõ ràng thấy được là trong tuần vừa qua gọi là để các cổ phiếu mà có thể tăng á, thì nó là các cổ phiếu đơn lẻ. Các cổ phiếu đơn lẻ là các cổ phiếu có thể tăng điểm tốt được ở trong tuần vừa qua. Cho nên nếu như mà ở trong tuần vừa qua anh chị mọi người thua lỗ, chịu nhiệt, đó là chuyện bình thường và đang xảy ra chung ở trên thị trường này. Cho nên thị trường nó khó thì nó khó ở tất cả, chứ nó không phải khó một mình anh chị. Đó là điều mà chúng ta cùng mà thấy với nhau. Còn nếu như nói về nước ngoài giao dịch thì nước ngoài ở trong tuần này đâu rồi? Ở trong tuần này thì nước ngoài người ta giao dịch anh chị. Thì nếu như nói về chiều hướng mua ròng nhiều nhất theo giá trị thì KDC là một cổ phiếu được nước ngoài mua ròng nhiều nhất với tổng giá trị mua ròng trong một tuần là 481 tỷ. Kế cận đến có XBT là 238 tỷ. Dưới này có Vinamilk, Masan, BCM. Đó. Nhưng nếu như ở chiều bán ròng thì người ta bán ròng ở DGC một tuần bán đến 419 tỷ. XXI, Thế Giới Di Động, Vinhome, VFB là các cổ phiếu bị nước ngoài bán ròng. Như vậy á, rõ ràng thì nước ngoài đang có những cái sự đối trọng. Đúng chị? Và mọi người để ý ra nghĩa là nếu mua chị thì nước ngoài đang mua các cổ phiếu gì? Ngân hàng này, bán lẻ này, đúng không? Còn bán thì nước ngoài bán gì? Bán ở các phiếu đã tăng nóng như là hóa chất Đức Giang này, SSI là chứng khoán này, Thế Giới Di Động là bán lẻ này. Đó là các cổ phiếu nước ngoài người ta bán ròng. Như vậy là nước ngoài người ta đang tập trung chính vẫn là trụ, mua bán ròng vẫn chính là trụ, và nước ngoài có những cái sự đối trọng trong danh mục của mình. Đó là các cái số liệu mà chúng ta đang thấy. Như vậy là nếu như mà đọc vị ở các kết quả vừa trả về ở trong tuần về sự vận động của các cổ phiếu thì chúng ta thấy thứ nhất đó là thị trường của chúng ta ở tuần vừa qua là một tuần khó khăn, và cơ hội thì đang cực kỳ hiếm khi cơ hội nó chỉ đến ở các cổ phiếu đơn lẻ, cho nên thị trường khó khăn đang là khó khăn chung. Thì anh chị và tôi mọi người không cần phải nản ha, cố gắng với nhau ổn định trở lại cái để chúng ta tiếp tục cùng theo dõi với nhau cái video này. Rồi, mọi người theo dõi tới đây thì mọi người tạm thời nghỉ ngơi. Dừng lại cho Nghĩa một giây và thả cho Nghĩa một cái quả tim ở bên dưới phần comment anh chị ha. Thôi, đó là toàn bộ tạm thời những cái số liệu mà có thể tổng hợp với anh chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến chi tiết hơn về thị trường của mình ở trên phương diện kỹ thuật. Thì thị trường chúng ta đóng cửa tuần. Và điều quan trọng hơn hết chúng ta đang thấy được anh chị. Và điều quan trọng hơn hết chúng ta đang thấy được đó là về mặt kỹ thuật, thị trường ở khung đồ thị tuần trung hạn vẫn đang giữ một cái xu hướng tăng. Vẫn đang giữ một cái xu hướng tăng, nghĩa là trung hạn vẫn uptrend ha. MNI 30 còn vẫn uptrend. HNX Index gì chưa? Upcom thì đang uptrend. Như vậy là khung đồ thị trung hạn vẫn đang đẹp. Và trong tuần thì thị trường chúng ta về sâu nhất đó là 1210. Với vị niên đấy thị trường về sâu nhất đó là 1218.65 mà. Ồ, sao lại 218.65? Dữ liệu của phần mềm Nghĩa có vẻ đang bị sai sai rồi. Vì theo số liệu mình ghi nhận, thị trường về sâu nhất ở trong tuần đó là 1218.65 mà. Đúng. Không sai đâu. Xin lỗi mọi người. Rồi,
Thì trong tuần thị trường vi sinh nhất là 1.218.65, nhưng cái phiên tuần thị trường đang đóng cửa là 1.242. Thì có một điểm quan trọng chúng ta thấy được là thị trường chúng ta đang đóng cửa và giữ cái khách sạn của hôm tuần 1.236 không bị phá vỡ. Và thậm chí thị trường chúng ta đang đóng cửa tuần với những cái điểm anh chị thấy là nó đang cân bằng gần với lại cái điểm đóng cửa tuần đầu tiên mà thị trường chúng ta điều chỉnh ở cách đây ở cuối tháng 6. Đó là điều mà mọi người đang thấy thị trường nó đang đóng cửa với một cái kết quả tương đối đẹp. Đang tương đối đẹp. Nếu như nhìn về mặt xu hướng thì chúng ta thân nghĩa về đề cập VN Index vẫn đẹp. VN 30 thì đang khỏe hơn với VN Index và chắc chắn là VN 30 sẽ vẫn là đầu tàu cho thị trường lúc này. Quan trọng hơn hết là VN 30 ở trong tuần này vậy thấy là nó chỉ chạm về đến cái điểm thấp nhất, đó là về tới khách sạn chứ không có đạp thủng giống như VN Index. Thì có nghĩa là các cổ phiếu trụ có sự vận động có vẻ ổn định hơn so với lại các cổ phiếu còn lại ở trên thị trường như là Midcap và Penny. Nói là nhà đầu tư thì lại đang cầm nhiều ở Midcap và Penny, cho nên chắc chắn tuần vừa qua là một tuần chịu nhiều đau thương thiệt hại của anh chị nhà đầu tư khi thị trường chúng ta giảm điểm đó. Đấy anh chị. Còn nếu như nhìn HNX Index thì HNX Index đang là một trạng thái tích lũy và thậm chí tích lũy rất chặt. Thì anh chị mọi người có thể để ý cho nghĩa cái chỉ số HNX Index và đặc biệt là các cổ phiếu trên sàn Hà Nội trong thời gian sắp tới. Tại vì mới một cái chỉ số đang thắt chặt như thế này thì khả năng bung của chỉ số này khá lớn. Thì bung được có nghĩa là các cổ phiếu trên sàn Hà Nội đang có nhiều cơ hội tăng trưởng mạnh hơn so với lại các cổ phiếu trên sàn HOSE và Upcom. Mọi người để ý cho nghĩa ha. Rồi. Đi vào vận động của khung ngày. Thì trong tuần này chắc chắn nó cho chị nhà đầu tư chúng ta những cái sự thổn thức. Và thật sự là nó cho chị nhà đầu tư chúng ta rất nhiều cái sự oán hận về việc thị trường tại sao nó lại giảm mạnh như vậy. Thì ngay ở đầu cái video lúc nãy mà khi Nghĩa điểm tin về các cái yếu tố kinh tế vĩ mô về tiền tệ, thì Nghĩa có nói với anh chị rằng một việc, đó là thị trường của chúng ta mọi thứ bối cảnh không xấu, nhưng trong ngắn hạn thị trường lại đánh rất là sốc ở trong tuần vừa qua. Có những phiên ví dụ như thị trường chúng ta chỉ giảm 10 điểm và như cái phiên này thị trường chúng ta giảm 22 điểm nhưng cổ phiếu lại giảm 5-6% sàn la liệt, và tưởng chừng như thị trường giảm đến 50-60 điểm đó, thị trường đánh kinh khủng tới mức độ như vậy và nhà đầu tư cực kỳ lo sợ thị trường. Đến hôm thứ tư là cái hôm mà anh chị nào theo dõi thì Nghĩa có chia sẻ đây là phiên cực kỳ quan trọng. Đây là phiên mà thị trường chúng ta hoàn toàn có thể bước vào downtrend. Nhưng rất may thị trường chọn cái phương án đóng cửa. Chọn phương án đóng cửa tăng. Sau đó bước qua phiên ngày hôm thứ năm, thị trường có một phiên tích cung với một cái mức thanh khoản cực kỳ cạn. Và thậm chí phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường chúng ta đóng cửa với một kết quả thanh khoản cạn cũng không kém. Và thậm chí nó còn thấp hơn cả ngày hôm qua khi cả ba sàn cộng lại ở phiên giao dịch ngày hôm nay chỉ được hơn 12.000 tỷ. Và cận 13.000 tỷ. Cận 13.000 tỷ. Thấp hơn cả phiên giao dịch ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua anh chị nào mọi người theo dõi thì Nghĩa có nói với anh chị. Đó là thị trường của chúng ta có một điểm đóng cửa đặc biệt, đó là do một cái nến doji màu xanh. Với một cái nến doji màu xanh như thế này thì nó sẽ tốt hơn một cái nến màu đỏ. Và cái khả năng thị trường tăng nó sẽ khó. Và kết quả chúng ta đang có là thị trường đã tăng được ở phiên giao dịch ngày hôm nay đến 8,9 điểm. Thứ hai, đó là chúng ta có một cái nến đóng cửa của hôm qua. Và quan trọng là nó cao hơn cái điểm đóng cửa của hôm thứ ba. Để thị trường có thể cho được cái cấu trúc là hai đáy rất ngắn hạn. Để thị trường chúng ta có thể hồi. Thì phiên giao dịch ngày hôm cuối tuần là phiên giao dịch cực kỳ quan trọng. Chúng ta cần thị trường đóng cửa trên 1236 để nó không phá vỡ cái trạng thái khách sạn, và chúng ta đang có được điều đó. Như vậy là thị trường đã xác nhận được là chúng ta đã có được một đáy ở đây. Đó là ý nghĩa của thị trường tuần này. Tuần này là tuần thị trường cho một đáy, và đáy này là đáy của nhịp giảm này. Nếu thị trường chúng ta chưa nói lên là thị trường chúng ta đã kết thúc cái xu hướng giảm này. Mọi người đừng nhầm lẫn nhé. Chúng ta chỉ đang có được một đáy. Và với việc thị trường có được một đáy thì thị trường trước mắt như vậy,
nó đang cho anh chị nhà đầu tư chúng ta đến những cái sự phục hồi. Và cái sự phục hồi này thì nghĩa kỳ vọng rằng thị trường chúng ta có thể hướng về vùng đó là 1258. 1258. Đó là vùng mà thị trường hướng về sẽ hồi. Khỏe khỏe thì có thể nhú lên 1260. Đó là cái kịch bản thị trường chúng ta có thể diễn ra. À, trước mắt là trong tuần tới thị trường về. Thì khi thị trường có được một đáy như vậy thì để thị trường chúng ta mà kết thúc được cái nhịp giảm này và thị trường đi lên an toàn á, thì thị trường chúng ta sẽ cần có hai đáy để đi lên. Đó là điều mà chúng ta cần thì thấy thị trường có. Thị trường chúng ta không nên đi lên bằng một đáy. Thị trường chúng ta cần đi lên bằng hai đáy. Và khi kết thúc đi lên bằng hai đáy này nghĩa đang trông chờ nó sẽ giống như là Dow Jones. Giống như là Dow Jones. Đó, đó là cấu trúc đi lên bằng hai đáy. Thì có như vậy chỉ số mới có thể tăng trưởng mạnh ở trong thời gian sắp tới được. Và mình đang kỳ vọng điều đó nó sẽ xảy ra. Thì sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay á, thì để cái rủi ro mà thị trường chúng ta quay về tạo đáy hai thấp hơn, giống như ở trong tuần anh chị mọi người có theo dõi hoặc mọi người có thể thấy những cái bài chia sẻ, thì có những cái cảnh báo về việc là thị trường chúng ta có thể về là 1.200, thậm chí 1.180. Nhưng với nghĩa thì cái rủi ro đó nó thấp. Với nghĩa thì cái rủi ro đó thấp và nghĩa không đánh giá cao cái điều đó. Ngay trong hệ thống khách hàng của mình cũng chia sẻ cái kịch bản đó rồi. Đâu rồi, mọi người đợi đợi một tí. À đây anh chị. Một khả năng ngược lại là phiên giao dịch hôm nay thị trường giảm điểm phá đáy 1.226, nhịp giảm tiếp tục kéo dài 30 đến 50 điểm về vùng 1.202 hoặc là sẽ tăng 1.180. Và hiện tại kịch bản này khó có thể xảy ra hôm nay. À, đó là điều mà Nghĩa đánh giá. Và sau các và phiên giao dịch ngày hôm nay, phiên giao dịch cuối tuần, thị trường đang đóng cửa cao nhất phiên và nó cực kỳ là quan trọng, tại vì thị trường tối thiểu đóng cửa trên 1.236 và tích cực là tăng điểm mạnh, tăng càng nhiều càng tốt. Vì sao thị trường tăng điểm mạnh? Càng nhiều càng tốt và rủi ro để thị trường đạp thủng đáy ở cái nhịp đoạn này nó sẽ khó. Tại vì khi thị trường chúng ta anh chị thấy là ngày hôm thứ tư cái cửa tử của thị trường đến và thị trường nó thoát được thì cái phiên dịch đó thanh khoản nó vẫn tốt. À, đúng không vậy? Thanh khoản nó vẫn tốt. Thì sẽ có những cái câu hỏi được đặt ra đó là thị trường có thể sẽ có nhà đầu tư mua ra vào. Nhưng hai phiên giao dịch là ngày hôm qua và ngày hôm nay thì thị trường của mình càng thanh khoản. Thị trường càng thanh khoản mà thị trường lại kéo điểm. Có nghĩa là dòng tiền đang đánh ở giai đoạn này là dòng tiền của tạo lập thị trường. Của nhà cái, của lái, họ đánh điều đó. Còn nhà đầu tư cá nhân thứ nhất, lúc này phần lớn đang kẹp hàng. Phải đến 50% nhà đầu tư trên thị trường đang kẹp cổ phiếu. Còn phần nhà đầu tư đang cầm tiền, thì nhà đầu tư đó người ta chưa tự tin để người ta xuống bắt mạnh tiền ở thời điểm bắt mạnh hàng ở thời điểm hiện tại. Cho nên đánh theo kiểu này chúng ta thấy được là ý đồ của tạo lập thị trường. Người ta không để cho thị trường chúng ta giảm sâu hơn nữa, mà người ta giữ nhịp ở đây. Để cuộc chơi chúng ta đặc biệt là đóng cửa tuần nó trên 1.236. Đó là điều thị trường đang trả về. Cho nên khi mà ý đồ đã đánh thị trường có đáy ở đây thì người ta không có điên gì mà lặp lại đạp tiếp theo nữa. Đúng vậy. Đạp sâu hơn nữa. Tại vì người ta đang phải dồn một cái lực lớn ở đây để người ta đánh vào. Thế người ta đánh lên đây người ta bán à? Không vậy. Tạo lập thị trường không bao giờ người ta lướt cái kiểu đó cả. Tạo lập thị trường là một cái cuộc chơi đường dài. Người ta phải biết cách điều phối. Người ta có thể tiện khách nhưng người ta phải giữ giữ khách chứ người ta phải tỉa hoa hết. Đúng không vậy? Cho nên vì sao trên thị trường chứng khoán thì có người ra, có người vô. Có nhà đầu tư thì ở lại với thị trường nhưng có nhà đầu tư thì rời bỏ thị trường là như vậy. À, đó là điều mà chúng ta đang đánh giá. Rồi, ok. Đó là với thị trường của mình và index. Cho nên nếu như nhìn về cái mặt kết quả thì thị trường đang cực kỳ
cực kỳ tốt cho việc tạo đáy. Vấn đề còn lại của thị trường là thị trường sẽ tạo đáy theo cách nào thôi. Cho nên sau cái tuần này và sau đặc biệt phiên thứ 6 thì thị trường đã an toàn để anh chị mọi người có thể tự tin trở lại dần với thị trường. Và đương nhiên là không phải là một cái sự nóng vội để anh chị có thể là mua vào ô phun hàng ngay thời điểm này, nhưng chúng ta sẽ để đợi thị trường cái cách thị trường đi lên. Và trước mắt thì chúng ta sẽ chỉ view với nhau là một nhịp hồi về 1258, 1260. Còn thị trường lấy được nữa hay không thì nó vẫn có. Thì thị trường chúng ta đang có với nhau là một cái eo may ở đây, một cái khe ở đây. Và anh chị biết là khi thị trường nó có cái khe á, thì đồng Ichi nó lại rất hay về. Cho nên thị trường vẫn có những cái khả năng là sẽ đánh vượt 1258, vượt 1260. Thậm chí thị trường đánh lên tầng 1280. Đó. Thị trường mà đánh theo cái kiểu đó anh chị, là một đáy đi lên, thì lên đây thì lại FOMO. Lên đây là có nhà đầu tư FOMO. Và lên đây rồi nó mà làm cái hự cái nữa là mệt. Lại là kịch bản đó là đua cổ phiếu, lỗ, sau đó cắt lỗ, rồi lại đua cổ phiếu rồi lại lỗ, rồi lại cắt lỗ. Đó, nó cứ lặp lại cái kịch bản đó thì lại không hay. Cho nên cái kịch bản đẹp nhất của thị trường ở thời điểm hiện tại. Cái kịch bản đẹp nhất ở thời điểm hiện tại đó là thị trường chúng ta tăng hồi về 1258. Chỉ một quanh 1258, 1260 thôi, đừng hơn. Sau đó thì đừng quay về giảm và tạo đáy hai. Và theo tham minh mà nghĩa dự kiến, và với nghĩa thì khả năng tạo đáy hai đang là khả năng cao nhất của thị trường ở thời điểm hiện tại. Để tháng 8 thị trường có thể quay trở lại tăng. Và sau đó thị trường chúng ta sẽ tăng vượt luôn 1.300. Đó là điều mà mình đang đánh giá. Thì cái tham minh thị trường cho cái đáy hai nghĩa đang dự đoán vậy. Nó sẽ ra vào là ngày 6 tháng 8 là thị trường chúng ta sẽ có đáy 2. Ngày 6 tháng 8 thị trường sẽ có đáy 2. Đó là tham minh mà nghĩa đang dự kiến. Anh chị nhau thôi, mọi người có thể chờ đợi xem thử là có thật sự sẽ là ngày đó hay không ha. Đó là điều mà mình dự kiến có thể sẽ là ngày 6 tháng 8 thị trường sẽ có cái đáy thứ 2 vậy. Rồi. Và đáy 2 thì thị trường có thể sẽ là ở quanh cái vùng 1.233, 1.234. Đáy 2 nó sẽ ở quanh đây. Nó không thấp hơn. Đáy 1 của thị trường nếu như nói về giá đóng cửa thì thị trường có đáy 1 đó là 1.231.8. Nếu nói về điểm thấp nhất là 1.218.65. Còn đáy 2 thì dự kiến nó sẽ quanh 1.233, 1.234. Và đáy 2 có thể sẽ là xác nhận được ở ngày 6 tháng 8 sắp tới. Đó là dự cảm của mình. Theo cái góc nhìn mà mình đang tính toán. Đó. Cho nên trước tiên vậy thì tuần tới chúng ta sẽ có với nhau 5 phiên giao dịch. Và tuần tới chúng ta có với nhau 5 phiên giao dịch. Thì chắc chắn cái phiên thứ 2 đầu tuần nó sẽ là một phiên tăng điểm. Chắc chắn thứ 2 sẽ là một phiên tăng điểm. Thậm chí sẽ là tăng điểm tốt khi mà chúng ta đang thấy được ở Dow Jones đang có hơi hướng sẽ đóng cửa với một cái quả tăng rất mạnh, hiện tại đang còn tăng vẫn là quanh 700 điểm. Đó. Cho nên cái thể thứ hai sẽ là một cái phiên thị trường mở gấp tăng. Và thị trường có thể tăng ùn cái về vùng 1258 luôn bằng một phiên thứ hai cũng được. Còn vượt được hay không thì như nghĩa nói là nó vẫn có khả năng và chúng ta cũng phải đợi. Nhưng mà nếu là mình thì mình kỳ vọng thị trường chúng ta sẽ giảm và tạo đáy hai trở lại, nó sẽ hay ho hơn. Đó là một kịch bản thị trường có thể sẽ xảy ra. Nếu như nhìn vào khung đồ thị nhỏ hơn, như là khung đồ thị trước tiên là khung đồ thị H4. Thì anh chị thấy là H4 đang có những cái lực hút giá lên. Có khách sạn các thứ và H4 thì đang vướng cản khá là nhiều ở quanh cái vùng 1260. Để thật sự mà công được thì nó cũng hơi khó. Nếu như nhìn qua H1 thì anh chị thấy rất rõ H1 có cản ở 1258. Và những cái cây nến đánh của H1 ở cuối ngày thứ 6 cuối tuần thì có thể thấy được là đầu tuần tới sẽ là một đầu tuần tăng điểm hăng hoa của nhà đầu tư. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng mọi người không nên quá vội mừng với thị trường hay là nhiều quá hưng phấn với thị trường. Mà trước tiên chúng ta sẽ chỉ view với nhau đây là một cái sự phục hồi. Cái sự phục hồi này thì nó có thể hướng tới việc đó là cổ phiếu có thể hồi nhiều.
hoặc ít hoặc là không hồi, nhưng điểm số thị trường có thể sẽ là hồi nhiều. Có nghĩa là có một cái sự phân hóa khá mạnh ở trên thị trường khi thị trường chúng ta đang trong một nhịp phục hồi. Thành ra thì để đảm bảo được cái sự chắc chắn và an toàn thì anh chị trong cái nhịp phục hồi này cần phải quyết liệt cơ cấu và bán cổ phiếu. Và đương nhiên trong cái nhịp hồi này cũng sẽ có các cổ phiếu có thể vào sóng tăng, hay còn gọi là upgrade. Đó là diễn biến của thị trường ở thời điểm hiện tại. Thị trường nó đang có một cái sự phân hóa như vậy. Và khi thị trường có một cái sự phân hóa thì chắc chắn sớm muộn gì, nếu có tăng thì nó cũng phải có một cái nhịp chỉnh lại nữa. Cho nên chỉnh sớm nó sẽ hay hơn là chỉnh muộn. Chỉnh khi tăng ít nó sẽ hay hơn là chỉnh khi tăng cao. Tại vì tăng càng nhiều thì chỉnh càng sâu. Đó là nguyên tắc của thị trường. Cho nên anh chị nhà tư mà đang phun hàng, và đặc biệt anh chị đang phun margin, thì mọi người canh cổ phiếu hồi, anh chị cơ cấu hạ tỷ trọng ra. Mà tới thời điểm này nghĩa rằng mọi người chỉ cần bán cho mình 1/3 hàng là được. Hoặc là có nghĩa là anh chị không biết bán cổ phiếu nào á, thì mọi người bán với 1/3 hàng ở mỗi mã ra. Nhưng nếu anh chị mọi người có thể chủ động và đánh giá được danh mục đầu tư của mọi người, thì mọi người có thể quyết liệt cơ cấu thu gọn cái danh mục của mình lại. Đánh giá cổ phiếu nào sẽ là cổ phiếu anh chị có thể nắm giữ, cổ phiếu nào nên bán, thu một phần tiền để đợi thị trường chúng ta rõ ràng xác nhận có đáy hàng, thì anh chị mọi người sẽ tham gia đánh vào. Đương nhiên đó là những cái sự phỏng đoán, còn tiếp tục vào trong tuần giao dịch tới thì cứ qua mỗi phiên giao dịch nghĩa sẽ là cập nhật vận động của thị trường để đánh giá về khả năng thị trường sẽ là đáy hai hay là tích lũy hay là như nào đó, thì cũng chia sẻ với mọi người ha. Cho nên anh chị đang phun hàng và đặc biệt là đang phun margin thì càng phải canh cái nhịp hồi này mà hạ tỷ trọng, đó là một điều mọi người nên làm. Còn với anh chị nhà thứ mà mọi người đang làm 1/1 hay là 1/1 thì anh chị có mua thì mọi người chỉ là nên mua vào căn giá, trung bình giá, nước trên hàng có sẵn, nó sẽ hay hơn là anh chị mua mới ở các cổ phiếu mới. Vì mọi người mua mới ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cần phải tính toán câu chuyện T cộng là xem thử hàng về có thuận lợi hay không. Thì thay vào đó thì mọi người có thể mua thẳng trên cổ phiếu và mọi người giải quyết bài toán đó bằng câu chuyện là T không luôn. Có nghĩa là anh chị hoàn toàn có thể bán bất cứ thời điểm nào anh chị muốn, bán trong phiên T không cũng được, qua ngày hôm sau T một cũng được, T cộng cũng được. Có nghĩa là anh chị chủ động bán với lượng hàng như vậy có sẵn, cho nên nó sẽ chủ động và linh hoạt cho anh chị. Còn anh chị nhà tư mà mọi người đang phun tiền hoặc là tỷ trọng tiền mặt lớn, mà nếu như có ý định vào á, thì nghĩ cho rằng anh chị cần phải xác định rõ là anh chị sẽ đánh T cộng hay là anh chị mua gom hàng. Nếu mua gom hàng thì thật sự cổ phiếu mà để đẹp, giá đẹp để anh chị mua thì nó đã bị trôi. Cho nên nếu như mà chị có mua vào đầu tuần tới, nghĩ cho rằng cái giá mua chị nó đã cao và mọi người có mua thì nên mua một cái tỷ trọng thấp. Còn nếu chị đánh T cộng thì mọi người tham gia đánh theo nguyên tắc quản trị T cộng và không nên đánh quá 50% tiền mặt. Đó là điều mà kế hoạch mà anh chị đang giao dịch đấy. Được chưa anh chị? Rồi, đó là toàn bộ những gì mà Nghĩa đánh giá về thị trường, về kế hoạch mua và bán cho anh chị nhà đầu tư của mình. Còn về mặt cổ phiếu thì như Nghĩa đã đề cập, nó sẽ có những cái sự phân hóa. Thì chắc chắn thị trường nó sẽ đánh trong cái giai đoạn này theo cái kiểu hướng đó. Ví dụ như Nghĩa nói sẽ có những cổ phiếu có thể là upgrade, ví dụ như BCM. Đó. Thì BCM anh chị nào theo được cái video vào tối hôm thứ năm là ngon đúng không? Nghĩa nói là BCM có thể đánh vượt đỉnh và chính thức nó đánh vượt đỉnh. Thì BCM là cổ phiếu mà ngày hôm nay mình có cho hệ thống khách hàng mình mua. Ở buổi sáng thấy rằng cái màu là có thể mua là cho mua luôn anh chị. Mua xong lại chạy luôn. Đâu rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Đây. Đó, BCM cho mua ở 70.8, 70.9, lúc giá 70.8 nè anh chị. Mua xong một phát, cỡ 3 phút sau, 5 phút sau gì đó là cổ phiếu RIC. Và đang đóng cửa là 72.8. Đó là một cổ phiếu đang vào sóng tăng này, uptrend này. Một cổ phiếu cũng đang cho cái khả năng đó là PLX. Một cổ phiếu đang cho khả năng đó là PLX.
là một cổ phiếu trụ trong VN30 cũng có thể là có một cái nhịp tăng trong tuần tới, nghĩa là duy trì một cái sóng uptrend. Ngoài hai cổ phiếu trụ ra thì hiện tại anh chị nào theo dõi thì có một cổ phiếu mà mình đã khuyến nghị với mọi người ở trong tuần vừa rồi, đó là cổ phiếu DGT, đúng không? DGT là một cổ phiếu mà mình chia sẻ với anh chị nhà đầu tư về việc bắt cổ phiếu này ở ngày 23 tháng 7 ở giá 7.8, và ngày hôm nay DGT đánh tăng trần ở trên sàn Upcom luôn anh chị nha. DGT là cổ phiếu ở sàn Upcom ha. DGT là cổ phiếu sàn Upcom và ngày hôm nay đánh tăng trần, và ngày mình cho mua ở cái cây này 7.8, thì tới ngày hôm nay là T cộng 3 thì hàng về đang về và chuẩn bị đang lãi được 19%, 19% vậy nhé. Đó, mọi người thấy không? 7.8 lên là 19%. Đó, đó là một cổ phiếu có ổn đang trong sóng uptrend. Một cổ phiếu nữa mà cũng đang cho khả năng sẽ có thể uptrend, đó là CNG. CNG cũng là một cổ phiếu mà mình đã cho bắt và cũng có chia sẻ với vị nhà đầu tư chúng ta trong các video livestream. Vậy mọi người có theo dõi, mọi người sẽ thấy là ngày 19 tháng 7 những cái mua CNG ở 37.25 đến 37.4. Đó, mình cho mua cây này. Mua xong ăn chỉnh, ok, chấp nhận, gộp. Nhưng mà nó lấy lại cây tím một cái là bắt đầu cổ phiếu đánh. Và thậm chí là ngày hôm qua nghĩa cho ngày 25 là nghĩa cho khách hàng mua cao ở giá 385 luôn. Mua cao ở giá 385 luôn. Đó. Vậy xong và hiện tại đang là 392. Mua ngày hôm cây nến ngày hôm thứ năm á. Đó, như vậy là cũng là các cổ phiếu đang có khả năng có thể bước vào uptrend cho dịp thị trường chúng ta hồi sắp tới. Còn thị trường của mình thì đang hồi, thì sẽ có các cổ phiếu hồi trước, có các cổ phiếu hồi sau và có các cổ phiếu không hồi. Thì nếu như để gọi là một vài cổ phiếu mà đã bắt đáy căng giá thì rõ ràng chị để là thép VGS là một cái tên mà Nghĩa có chia sẻ với mọi người là mình bắt, mà mình có cho khách hàng mình bắt đó anh chị. Đây đây đó là VGS cho bắt ngày 3 ngày trước này đó, 3 ngày trước anh chị là bắt ở 33 đến 33.1, là cái phiên thứ tư á, phiên quan trọng á, 33 đến 33.1. Mọi người thấy là hôm nay hàng về và VGS đang chạy lãi được hơn 5% cho cái nhịp bắt đáy, đúng không? Hay là hoa sen, hoa sen, hoa sen cũng là một cổ phiếu mà mình cho hệ thống khách hàng mình bắt ở ngày hôm qua khi mà thấy có dấu hiệu hoa sen. Đó. Ngày hôm qua này, ngày hôm qua này, 2 ngày, 2 ngày hiện tại người đang là ngày 27, nếu trả về là 2 ngày, ngày 25 này. Đó là hoa sen bắt T0 đến T cộng ở giá 22.95 này. Đó. Và hôm qua anh chị nào hỏi video hay là livestream mình có nói là mua được đúng không? Thì cái phiên là hoa sen cũng kéo và thép thì đang khá là rộng cửa cho tuần tới. Đó là các cổ phiếu mà anh chị chú ý. Nhóm thép ra là các nhóm mà cho cái khả năng băng bật khá đẹp. Hay là Hòa Phát cũng là một cổ phiếu mà mình chia sẻ rồi. Đây là điểm mà Hòa Phát sẽ bắt đánh dài hạn cho cái điểm bắt thứ hai. Đúng vậy, điểm bắt thứ hai sau cái điểm bắt đầu tiên ở đây. Ở đây chính là cái giai đoạn bắt điểm bắt thứ hai của Hòa Phát và Nghĩa cũng đã cho khách hàng mình gom. Còn đương nhiên ngoài các cổ phiếu đang khỏe cho khả năng hồi và cho khả năng bật vào uptrend thì cũng có những cổ phiếu đang rất quan trọng ở trong tuần tới thị trường chúng ta cần phải thấy dừng lại. Ví dụ như XAI của những mảnh chứng khoán. AI của những mảnh chứng khoán là một cổ phiếu cần bắt buộc trong tuần tới phải bật tăng trở lại để có thể đánh dấu là những ngành chứng khoán dừng dừng nó vậy. Chúng ta thấy những cổ phiếu như là HCM, VCI, AI là các cổ phiếu cứng đúng không? Nhưng mà nó bị đè bù và đến ngày hôm nay nó mới dừng thì bắt buộc ở trong tuần tới là các cổ phiếu này phải dừng thì thị trường chúng ta mới có thể là đồng đều về mặt là có tạo đáy và tất cả đáy ở đây đều đang là một đáy. Đều đang là một đáy như vậy nhé. Rồi nếu như nói về tuần tới mà chị để có một cổ phiếu nghĩa cho rằng chị có thể mua được, và đó là cổ phiếu GET.
Và anh chị có thể mua được là cổ phiếu Gate. Hiện tại Gate đang là 226 và chỉ cần ở tuần tới thì đừng có đóng cửa, mở cửa nó xanh cái là anh chị có thể vào mua. Và cổ phiếu này anh chị đánh được á, nó cũng có một cái eo may đẹp ở đây. Đó, anh chị có thể đánh Gate nha. Và Gate thì anh chị có thể đánh hoặc cổ phiếu một nhịp là đánh phía quanh vùng đỉnh, một nhịp quanh cửa 23.24.3 24.4. Một con Gate rất là đáng để anh chị chú ý là một cổ phiếu này. À, còn anh chị nào thích penny thì Nghĩa cũng xin tặng anh chị nhà tư một cổ phiếu đó là AAV. AAV anh chị mua giá hiện tại 6.1 và 6.2 gì cũng được. Và đây là penny nha, thanh khoản cũng thấp chứ không nhiều, cho nên anh chị có thể cân nhắc anh chị tham gia. Và AAV Nghĩa cũng đang có một cái đánh giá có thể nó sẽ là cổ phiếu DGT thứ hai á. AAV đang sẽ là cổ phiếu DGT thứ hai. Mình đang canh cổ phiếu này, anh chị có thể theo dõi. Rồi, ok, đó là những gì về cổ phiếu có thể chú ý ở thời điểm hiện tại trên thị trường. Còn anh chị nhà tư mọi người có các cổ phiếu khác cần hỗ trợ hoặc là cơ cấu hoặc là muốn tham khảo thì mọi người cứ liên hệ với Nghĩa qua số điện thoại hoặc là Zalo có ở trên màn hình cũng như là bên dưới phần comment. Rồi, video chúng ta chắc là sẽ dừng lại tại đây. Video cũng khá dài đó anh chị, 1 tiếng 11 phút ở thời điểm hiện tại. Một video bao quát từ kinh tế vĩ mô cho đến phân tích kỹ thuật, cho nên chắc chắn nó sẽ hơi dài. Và một lần nữa cảm ơn anh chị nhà đầu tư còn đồng hành theo dõi tới thời điểm hiện tại, và chắc chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Anh chị mọi người đang theo dõi thì mọi người để lại một like, một tim ở bên dưới phần comment. Và nếu như anh chị nhà đầu tư mọi người quan tâm tới việc tư vấn hoặc là muốn đồng hành cùng với Nghĩa trong vai trò là khách hàng thì anh chị có thể liên hệ mở tài khoản tại SSI hoặc đã có tài khoản SSI, anh chị chuyển ID về. ID của Nghĩa là 2760 và hy vọng là có cơ hội để làm việc được nhiều hơn với anh chị chủ tư của mình trong thời gian sắp tới. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.